vui được gặp lại tất cả các bạn trong chương trình Mẹo Cắm Hoa. Hôm nay gặp gỡ tất cả các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cắm một giỏ hoa tông bách tèo xinh xinh nha các bạn. Nguyên liệu hôm nay đi chuẩn bị gồm có hồng kem dâu hay còn gọi là hồng bách tèo, hoa phụ là mù ít, cát tường cánh xoan, hoa điểm là thạch thảo nha các bạn. Lá cắm gồm có sỉ rừng, lá lan để che form, nguyệt quế. Đây các bạn, đây là lá nguyệt quế mà mình thường nghe người ta kêu là vòng nguyệt quế đó các bạn. Đây là cái lá nguyệt quế. Và phần form cắm hoa Bi đã chuẩn bị sẵn. Và thường thì Bi sẽ vào form là form chìm nha các bạn. Form chìm mặc dù rất là tốn form nhưng mà cái lượng form ở phía dưới rất là nhiều, giữ nước nhiều nên hoa nó sẽ tươi lâu hơn. Thì các bạn khi các bạn làm hoa thì rất là nhiều shop và nhiều nơi sử dụng cái cách đó là vào form cố định nhưng mà form nổi phía bên trên nha các bạn. Thì đó cũng có một ưu điểm đó là mặt form rất là nhiều và mình rất là dễ thao tác, rất là dễ cắm. Nhưng mà thường thì do form nổi trên cao nên nó không có giữ nước được nhiều. Thì cắm hoa cũng đơn giản thôi. Các bạn có thể có nhiều cách là vừa đi hoa vừa đi lá, hoặc là các bạn đi khung lá trước và đi hoa sau. Bi thì kết hợp cả hai nha các bạn. Mong các bạn cố gắng theo dõi. Trước tiên Bi sẽ đi một ít lá, lá điểm. Các bạn quan sát đây là mặt trước của giỏ. B sẽ thêm một vài lá để che bớt cái mặt tiếp giáp giữa giỏ hoa và phần hoa phía trên. Đây các bạn, lần lượt thôi. Các bạn quan sát kỹ nha các bạn. Sỉ rừng này nó rất là đẹp nha các bạn. Thường thì mình đi chợ mình ít gặp cái sỉ rừng này lắm, nhưng mà Bi rất là thích nha. Gặp là mua liền. Đây là phần khung lá cơ bản.
sau đó B sẽ đi hoa hồng, B sẽ đi hoa chính trước. Các bạn nhớ ưu tiên hoa chính dồn vào mặt chính nha các bạn, để mình tạo cảm giác giỏ hoa rất là nhiều hoa và lan giang đó các bạn. Và để hoa nở đẹp nhất, tươi nhất thì trước khi cắm mình khuyên các bạn nên vệ sinh hoa, mua hoa trước một hôm và cho hoa lên nước để hoa nở đẹp nha các bạn. Mình cắm cơ bản thôi, các bạn cắm từ trên xuống, cắm hai bên và chia đều hoa ra để mặt nào nó cũng có hoa nha các bạn. Và khi người nhận hoặc là người ngắm sẽ nhìn đều các mặt. Nếu các bạn đi hoa nhấp nhô thì các mặt hoa luôn có độ cao thấp đều nha các bạn, chứ không phải là luôn luôn có một cái độ cao thấp nào đó trên là giữa hai bông. Các bạn không được, không nên, chứ không phải là không được nha các bạn. Các bạn không nên đi hai cái hoa mà các mặt hoa nó lại bằng nhau thì nó sẽ không được đẹp nha các bạn. Và mình phải luôn luôn cắm cái cành hoa vào giỏ hoa sao cho nó sâu nhất, đều tay để hoa nó hút được nước. Các bạn cắm cạn quá thì hoa nó không lên nước đều, nó sẽ không tươi lâu lắm nha các bạn. Đó là một điều mà các bạn phải chú ý. Sau khi đi khung hoa thì các bạn đã thấy được cái mặt hoa nó đã xuất hiện rồi đó các bạn. Hướng hoa luôn luôn hướng lên trước mặt người xem, hướng người nhận đó các bạn. Các bạn đi thoáng hoa ra nha, đừng dồn hoa nhiều quá, hoa nó sẽ nở đẹp và tươi lâu hơn. Nếu các bạn dồn một cái lượng hoa quá nhiều á thì lượng nước sẽ không đủ nuôi. Đây các bạn chia đều mặt hoa ra. Đây là phần hoa hồng sau khi lên khung hoàn chỉnh. Bây sẽ điểm thêm một ít lá để lấy dáng nha các bạn.
các bạn quan sát được không ạ? Và nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment phía dưới, B sẽ giải đáp tận tình cho các bạn nha. Đây là mặt hoa chính đã lên phân hoa. Một cái kỹ thuật ăn gian nữa là mình sẽ chừa lại những cái bông đẹp và mình cắm sau nha các bạn, mình phô hết những cái bông đẹp đó ra. Thường các bạn mà cắm lá trước, cắm hoa sau á, nhiều khi mình sẽ bị rối nha các bạn, vì lá nó bị rối ở phần chân á và nó sẽ che mất cái mặt form, các bạn sẽ rất là khó cắm hoa vào. Do đó bi thường đi hoa lá xen kẽ nha các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn đi hoa trước thì lá sau á, tay của mình khi thao tác nó sẽ chạm rất là nhiều vào mặt hoa, nó sẽ làm hoa bị dập đó các bạn. Mà hoa thì nó rất là nhạy cảm, mình mà chạm nhiều vào đó thì nó sẽ bị dập và héo không được đẹp nha các bạn. Do đó các bạn cứ cơ động thôi, cảm thấy làm cái nào đơn giản thì làm, và càng làm nhiều kỹ thuật các bạn giỏi thì mình sẽ không sợ chạm vào cái mặt hoa nhiều nha các bạn. Các bạn sẽ biết cách để hạn chế chạm vào mặt hoa. Đây vì đã đi các đường xoăn làm hoa phụ, các bạn đi gần gần nha, các bạn đi gần các đường gần mặt hoa hồng, để mình thấy được hai cái mặt hoa nó có sự khác nhau và nó đẩy màu cho nhau các bạn. Đi một cụm gốc bên này. Đây các bạn, đây là mặt hoa chính. Sau đó tiếp theo là hoa điểm. Và các bạn nhớ một điều là thạch thảo là hoa điểm, mặt hoa nó nhỏ, mình đừng có chia nó ra, đừng có rải nó ra, mình gom nó lại, gom nó lại thành từng cụm như vậy nha các bạn, và cắm vào chỗ nào trống thì mình điểm vô thôi, không có gì phức tạp cả. Đây các bạn, mình chia thành những cụm nhỏ như vậy nè, mình điểm vô thôi. Nhớ là nó sẽ tạo thành từng khóm nha các bạn, từng khóm hoa. Cảm giác tự nhiên như những cái bụi hoa thạch thảo nó mọc ở ngoài
Vậy nha các bạn. Đây các bạn. Các bạn tiếp tục thêm. Đều vào giỏ hoa và nhớ là hơi nhấp nhô lên khỏi mặt hoa hồng một xíu nha các bạn. Các bạn cắm hoa sâu vào form. Các bạn cắm càng sâu kỹ thuật càng tốt thì hoa nó càng tươi lâu nha các bạn. Ở đây cái hướng hoa B thường cho nó hơi hướng qua hai bên một xíu để không che mất cái vỏ nha, cái quai vỏ nha các bạn, và nhìn cái vỏ hoa nó sẽ tự nhiên hơn, nó sẽ dễ thương hơn nha các bạn. Các bạn tiếp tục thôi, cứ hoa chính, hoa phụ và hoa điệp. Với các bạn mới mình sẽ phối hoa theo cách này, chỉ cần 3 đến 4 loại hoa là các bạn đã có thể cắm hoàn chỉnh một giỏ hoa rồi nha. Từ từ Vi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật phối nhiều loại hoa. Nếu các bạn đi thích đối xứng cũng được mà không đối xứng cũng được, nó có rất là nhiều kỹ thuật. Càng làm nhiều và làm lâu thì các bạn sẽ được tiếp xúc ở đây. Bi sử dụng kỹ thuật bất đối xứng, Bi không thích đối xứng lắm nha các bạn, nó sẽ giống như là cái tam giác cân gì các bạn, Bi không thích đối xứng lắm. Đây là một giỏ hoa hoàn chỉnh. Sau khi các bạn thêm hoa chính, hoa phụ đầy đủ và hoa điểm, mặt hoa nhìn nó sẽ như thế này nha các bạn. Màu rất là dễ thương nha các bạn, rất là ngọt. Sau đó các bạn che form phía sau. Các bạn có thể xem các clip trước để xem lại các hướng dẫn cách dùng lá lan để che form nha các bạn. Khi các bạn che form phía sau thì sản phẩm của mình nó sẽ chỉnh chu hơn nha các bạn. Mọi người cố gắng quan sát kỹ để thực hiện thành công và nhấn đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo, hoặc là thấy hay thì chia sẻ cho các
các bạn cùng xem nha các bạn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Đây các bạn dùng lá lan để tạo thành những cái xoắn tròn mình che form phía sau cho sản phẩm nó chỉnh chu hơn. Vậy là xong rồi đó các bạn. Giỏ hoa xinh xắn hoàn chỉnh. Sau vài thao tác đơn giản. Chúc các bạn thực hiện thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Mong mọi người ủng hộ kênh để Vy có động lực ra các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Vy chân thành cảm ơn.